Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của lại mình lại tiếp tục live tiếp để chia sẻ với anh chị các bạn một không khí các bạn thấy. Rồi các bạn nhìn thấy ngay cả ở bên Trung Đông nói về Iraq và Iran ngày trước vậy. Ngày xưa Iraq hàng Mỹ nó cũng là có đại sứ quán ở đó, nó cũng làm ăn, nó cũng bán máy bay vũ khí cho Iran. Đó. Sau này cái nó kích động ông Saddam. Các bạn thấy nó quay qua nó kích ông Saddam để đặng mà đánh Iran, bắt đầu nó viện trợ cho ông Saddam là Iraq, đánh ông Saddam ông Iran, rồi bắt đầu hai bên hiềm khích nhau. Nó ở ngoài kỳ đó, sau cái vụ đó dân Iran các bạn biết nó đứng lên, nó tức, nó đột nhập, nó bao vây cái đại sứ quán, tốc độ giới hạn nó bắt mấy đại sứ quán vui lòng giảm tốc độ kỳ đó. Đấy, nó khủng khiếp lắm nếu mà nói về tụi Mỹ, cho nên có nhiều người họ không hiểu. Họ có nhiều người, tôi nói gì bạn, nhiều khi tôi lấy làm tiếc, nhiều người cán bộ rồi trong nước gì họ đi ra nước ngoài cái đó, họ chỉ cởi ngựa xem qua thôi, họ đi qua Mỹ, họ đi qua châu Âu cũng vậy, cái về cái bắt đầu họ bị cái tư tưởng của họ bị gọi là, tôi nói giống như bị nhiễm độc vậy. Cái tư tưởng của họ bắt đầu bị lệch lạc, họ bắt đầu họ ca tụng cái thế giới tư bản và phương Tây, họ cho rằng thế giới tư bản giống như là thần thánh. Cho nên những người đó họ bắt đầu họ quay qua họ nhận định rất là lệch lạc. Như cái ông tướng, tôi không nói tên ra từ các bạn biết, ông thiếu tướng trong quân đội mà phát ngôn rất là bậy bạ. Nga Xô là một cái người phải nói là người bạn rất là chí cốt của Việt Nam. Các bạn thấy trong thời kỳ mà Việt Nam khó khăn khổ sở nhất, bị cả thế giới bao vây, nếu mà Việt Nam mà không có Nga Xô, Liên Xô thời đó thì các bạn biết Việt Nam mình bây giờ không biết sẽ ra sao. Thằng Mỹ, thằng Trung Quốc nó tàn phá đất nước mình, nó dùng thằng Pol Pot, Insuri, tụi diệt chủng, nó tàn phá đất nước mình ngày hôm nay không biết như thế nào, không biết tôi và các bạn có còn sống hay là cái đất miền Nam này như thế nào. Khủng khiếp lắm các bạn, nó giả mạo mình ăn. Liên Xô phải viện trợ cho mình từ mọi thứ, mọi mặt hết để mình vượt qua những cái năm sau đất nước, khi đất nước thống nhất rồi. Các bạn thấy sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 50 họ phải giúp đỡ mình nhiều lắm, mình không thể nào mà quên được cái tình thân hữu nghị, mà tình đồng chí, mà tình thân mật như vậy. Người Liên Xô họ đến Việt Nam mình, có nhiều người tôi thấy vừa rồi tôi coi trên mạng có một số người nói tầm bậy tầm bạ, một người phụ nữ Liên Xô họ bức xúc, họ nói là tụi bay là những người phản bội nước Nga của chúng ta, thấy rất là buồn. Rồi họ gược người ta uốn lộn nhau ngoài đường ngoài xá, mà một người phụ nữ Nga họ chửi lại những cái người số những người Việt Nam mình vô ý thức. Và tôi nghe một số người họ dịch lại là người phụ nữ đó chửi là tụi bay phản bội nước Nga của tao. Các bạn thấy không, buồn. Có nhiều người Việt của mình họ dễ bị xính ngoại lắm. Đó là lý do tại sao những cán bộ rồi họ có cái đường lối chính trị yếu đuối, họ đi đến ngoài dễ bị mua chuộc. Đó là những cái con mồi rất là ngon cho tụi tư bản Mỹ, những tụi tư bản nó thấy đấy, đấy là cái sự chiến thắng của nó. Nó dùng những cái hình thức vật chất, nó làm cho người ta mê muội. Các bạn thấy ngay cả một cái người làm đại sứ quán ở bên châu Âu, nước nào tôi quên rồi, khi mà phản bội gì bởi vì ra ngoài kia rồi đi hợp tác với bọn chống cộng bao que rồi phản bội là chửi lại để đặng mà xin tị nạn để được sống ở bên châu Âu. Các bạn thấy giả man, bởi vì con người ta họ không có lý tưởng, cái lý tưởng của họ nó bị đặt sự sai lệch. Họ đặt cái vật chất lên cao, khi cái vật chất, cái chủ nghĩa vật chất đó nó làm cho những con người đó nó bị mù quáng, họ bán rẻ tủ nhiều lắm anh chị các bạn, có nhiều lắm. Tôi nói thì tôi chia sẻ là bởi vì tôi gặp rất nhiều người mà cán bộ mà ở ngay cả bên quân báo rồi lên mạng chống chửi bác và đảng ghê hồn lắm kìa, rồi để đặng mà được xin cái vé tị nạn ở bên châu Âu. Như tôi nói với bạn, coi như ông Đức Việt II rồi, nhiều tay lắm, mấy tay đó gặp tôi chửi sắp mặt tôi chửi sắp mặt luôn, tôi chửi là những tên Phạm Phúc. Bởi vì nhiều khi mình thấy buồn,
mình đấu tranh trên không gian mạng là nhiều khi có những cái sự việc xảy ra trong nước về những người mà cách hành xử của những một số cán bộ á, mình rất là buồn. Nó làm cho mình cũng bị suy sụp cái tinh thần gọi là chiến đấu, suy sụp lắm chứ. Nhưng mà mình có lý tưởng, mình sống mình có cái lý tưởng của mình là mình làm sao phụng sự tổ quốc cho đến thời thở cuối cùng, sống làm sao cho xứng đáng với lại công ơn của những người đã hy sinh và nằm xuống các bạn. Ngày nào tôi còn hơi thở của tôi, một thay dù là hơi thở cuối cùng, tôi sẽ cống hiến cái tiếng nói của tôi với quê hương để rằng là mong là góp một phần nhỏ bé nào đó cho những người khác, họ đừng có cái cuộc sống gọi là xính ngoại. Đất nước của mình còn khó khăn thì mình phải cố gắng, tại mình tốt thì đất nước nó mới tốt, thì mình là một phần của đất nước. Nếu mình cứ than phiền đất nước hoài thì nó cũng, mình than phiền mà mình không làm được gì thì cũng như không, nó trở thành cái thói quen, nó trở thành con người cứ ngồi đó cứ chỉ biết chỉ tay năm ngón than phiền chỉ trích rồi xuyên tạc và bất mãn. Các bạn thấy mấy cái cuộc chiến Nga và Ukraine, ông Putin, các bạn thấy những chiến lược của ông đi rất là hay. Vào năm 1990 ông đã thành lập một cái khối liên minh gọi là RIC, các bạn, RIC, một cái khối liên minh có 5 thành viên, mà hiện nay các số thành viên nó đang tăng lên. Hiện trong cái khối liên minh này, ông Putin ông đã chuẩn bị một cái tinh thần gọi là, không biết thằng Mỹ này và tư bản tụi nó đâu có để cho ông yên đâu, đâu có để cho Nga yên đâu các bạn. Cho nên ông đi với nước cờ rất là hay mà nhiều người họ không hiểu. Sau này có nhiều người trên mạng nói tôi đưa ra ông Putin ông rất là giỏi, rất là cừ, nhiều tay, mà những cái khối mà như chư hầu của Mỹ nó rất là sợ nể ông Putin, nhưng mà nó không dám cãi lời một chư bố Mỹ của nó thôi, tại là gì, bổn phận của nó chỉ là chư hầu, nó ăn những cái tiền viện trợ của Mỹ hàng năm đó, như Đức đâu cũng vậy, Ba Lan đâu cũng vậy, nhiều quốc gia lắm, thằng Mỹ đổ tiền đổ của đó để cho mấy thằng đó trở thành những chư hầu mà Mỹ nó đóng vai trò gọi là đại ca. Các bạn biết liên minh của The RIC hiện nay đó, với mật độ dân số đó 30 tỷ, nó chỉ bằng khoảng 1/4 của khối tư bản của Mỹ, của tụi Mỹ nhập lại, của cái khối của tụi Mỹ đó, liên minh của tụi Mỹ nó nhập lại. Mà trong khi đó cái nền kinh tế của liên minh The RIC á, là tôi nhớ là hàng năm á, là tới 3.000 tỷ, là còn thấy lớn khủng khiếp. Cho nên vừa rồi tụi nó đập, nó cấm giận ông Putin mà ông không chết, mà ông còn mạnh hơn nữa đó. Bây giờ hiện nay có những quốc gia như Iran rồi Venezuela rồi nhiều quốc gia khác họ đang xin gia nhập, mà người ta tính tới những chuyên gia người ta đang định hướng đó, cho cái khối liên minh của ông Putin trong tương lai đến năm 2520 đó, thì nó sẽ trở thành một cái liên minh mạnh nhất trên thế giới này. Thì các bạn nghĩ đi, chủ nghĩa tư bản nó đang đi đến cái sự gọi là sự suy thoái của nó. Và trong cái cuộc chiến này, bắt đầu những cái quốc gia mà họ làm ăn với Mỹ đó, họ sẽ rất là thận trọng. Tại cái khối liên minh The RIC, cái liên minh RIC này đó, họ giao dịch rất là công bằng, họ dùng đồng tiền chung, họ không có dùng đồng tiền chung, mà họ dùng cái đồng tiền quốc gia nào thì cứ giao dịch tiền theo quốc gia đó. Đó, hiện nay Mỹ, hiện nay các bạn thấy Trung Quốc và Nga đó, họ mua dầu, mua khí đốt, họ giao dịch, họ dịch với nhau đó bằng đồng tiền nhân dân tệ và đồng tiền rút của Nga và của Trung Quốc, hoặc họ lỗi cái đồng tiền Mỹ ra, cho nên cho của đồng tiền châu Âu ra. Cho nên các bạn thấy gần đây đồng tiền châu Âu nó sụp một cách ghê hồn luôn, tôi là nóng lạnh luôn. Đồng tiền châu Âu lúc nào ngày xưa đó
bộ châu Âu nó lập ra để rằng nó chống lại đồng đô của Mỹ. Nhưng mà các bạn biết bây giờ bữa nay đồng đô một đô la một hồi xưa một đô la, tôi nhớ cái thời của tôi một đô la Mỹ đó thì chỉ một đồng 60 xu đô la châu Âu á, tôi quên rồi, một đô la Mỹ một đồng cái giải thích sao ta, một đô la Mỹ thì các bạn nó chỉ bằng các bạn okay. Có nghĩa là đồng đô la của châu Âu nó rất là cao, rất là mạnh. Một đô la Mỹ thì nó bằng các bạn hiểu không, cái đồng đô la Mỹ, cái đồng đô la, cái đồng châu Âu thì nó tới 1.6, 1.8 đô, còn đồng đô Mỹ thì nó cứ giá trị của nó là một đô thôi. Có nghĩa là một đô Mỹ mà mua một đô châu Âu á thì phải bỏ ra nhiều hơn một đô mới mua nổi. Đấy, đồng đô Mỹ nó thấp hơn đồng châu Âu rất là nhiều. Và bây giờ các bạn thấy đồng đô la châu Âu với đồng đô Mỹ nó muốn ngang hàng nhau rồi. Đấy, nó ngang gần như đã ngang nhau 99.9998 rồi. Nó trên lệch nhau có con xu rồi. Ghê hồn không? Và hiện nay cái đồng nhân dân tệ và cái đồng rút của hàng Mỹ á, nó giao dịch ở bên cho hàng Nga, nó giao dịch nhau rất là mạnh. Và những cái khối mà làm ăn đó, nó dùng đồng tiền ngoại tệ của nhau giao dịch, nó lôi đồng tiền Mỹ ra. Ghê hồn. Cho nên các bạn thấy tình hình trong tương lai thì thằng châu Âu hiện nay là đang ôm đầu máu rồi. Dân châu Âu hiện nay rất là khốn khổ, cuộc sống họ trăm bề vất vả, nhiên liệu tăng, biểu tình hàng chục ngàn người, vừa rồi 70.000 người bên châu Âu xuống biểu tình ở tại Cộng hòa Tiệp Khắc. Các bạn thấy biểu tình về vấn đề mà nguyên liệu tăng quá khủng khiếp, dân chịu không nổi, mà chưa bao giờ có trong cái lịch sử lần đầu tiên của nước Tiệp Khắc 70.000 người đi biểu tình khủng khiếp, chưa tí là chưa có vô mùa đông đó. Cho nên có nhiều người không hiểu, nhiều quốc gia trên thế giới ngày hôm nay họ rất là kính nể Nga, cái sự làm ăn của Nga người ta đâu ra đó, nó không kiểu như lau cá đi trò kệ bánh xe chơi sòng phẳng, nước nào nghèo thì nó giúp để đặng mà có cái cơ hội khá lên, chứ không phải mà nhúng tay vô rồi chọt ngoáy gây ra những cái mâu thuẫn quốc gia người ta. Cái sự lãnh đạo của Nga nó hay là ở chỗ đó. Còn thằng Mỹ thì các bạn thấy bề ngoài thì nhôm nhõm nó cười, bề trong nham hiểm giết người không ai. Đấy, yes sir, I sir rồi ngon lắm, hi how you rồi thank you rồi trời ơi nó nice, nó ngọt xớt à. Bởi vì có nhiều bà cũng phái mấy ông Mỹ lắm, ui thôi honey không à, nói chuyện ngọt xớt quá ơi, nó ngọt giả mà. Cho nên mê cái cách hành xử của tụi Mỹ mà nó khôn lắm, nó khôn kiểu là khôn điểu, chứ không phải nó phải như khôn mà nhân nghĩa như ta. Nhưng khi thấy là ô nó thấy tiền nó cho người này ăn, người kia ăn vậy đó, nó thấy vậy đó, ăn trước trả sau đấy. Nó lệ thuộc nó là còn chết với nó. Cho nên có nhiều người họ cuồng Mỹ và cuồng phương Tây á một cách mù quáng các bạn. Họ đánh giá sai về vấn đề mà cuộc chiến Nga Ukraine rất là sai lầm. Họ không có hiểu cái quyền lợi quốc gia của người ta mà. Hỏi chứ ngày xưa anh ký kết khi khối Liên Xô tan rã, trả lại những cái quốc gia khác họ tự ra họ đứng tự lập thì đã ký kết là anh không được, khối NATO không được lấn về hướng của Nga mà cứ lấn suốt, đem dài đòi đặt vũ khí lá chắn đồ ở Ba Lan, Tiệp Khắc rồi mấy cái nước vòng mấy cái nước mà ngày xưa mà gọi là thuộc về của Liên Xô á, nó tìm cách nó gây mâu thuẫn, gây xáo trộn nữa.
Đấy, các bạn thấy bây giờ bắt đầu là ông Trung Quốc ông bị hằng Đài Loan đấy, bây giờ nó cũng vậy đấy, nó bán vũ khí, nó mới ký cái hợp đồng 1.1 tỷ vũ khí cho Đài Loan, rồi tụi châu Âu qua hợp tác với Đài Loan, hầu như rồi Mỹ đấy, các bạn thấy không? Nó dùng những cái chiêu bài của nó để nó gây xáo trộn đất nước, nó cũng khiếp lắm các bạn. Là Mỹ, tôi sống với nó tôi biết, coi nên có nhiều người họ cứ đã kích Nga cho rằng Nga xâm lăng y chang như cái lịch sử nó diễn lại. Các bạn thấy cái Việt Nam mình ngày xưa cũng vậy, khi mà mình giải phóng Trung Quốc thì nó bảo mình xâm lăng Trung Quốc, tới sau này ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan ông mới tuyên bố Việt Nam giải phóng Campuchia chứ không phải là xâm lăng Campuchia, mà ngày xưa cũng chính hành Liên Hợp Quốc hè nhau. Các bạn thấy cấm vận Việt Nam một cách vô cớ, rồi cuối cùng mình thiệt hại, mình một nước nhỏ nữa, mình phải chống chọi với cả cái tụi Pol Pot và thằng Trung Quốc và cộng đồng thế giới nó bao vây mình, những cái liên minh của thằng Mỹ nó bao vây, trong đó có thằng mất dạy Singapore, ông Lý Quang Diệu, thằng đó nó định bợ thằng Mỹ để làm kiếm ăn, giống như Nam Hàn, nó bán phụ nữ rồi nó đi đánh thê để đặng mà nó xây dựng sự giàu có của đất nước nó lên trên xương máu của nhân loại. Bởi vì cái thằng tôi nói, nhiều khi tôi chỉ thẳng vô mặt tôi dân Mỹ, tôi nói chuyện với mấy người trắng, tụi bay bàn tay của tụi bay nhuộm đầy máu của nhân loại, cái nó nhìn tôi chằm chằm, nó hỏi tôi how nó, tụi bay kéo quân đi khắp thế giới tàn sát biết bao nhiêu những người vô tội, cái đi nhìn tôi chằm chằm chứ đâu có sợ đâu. Có nhiều thằng nó còn nó nói tôi nó đúng nữa, nó biết nữa chứ không phải biết, các bạn biết ghê lắm. Cho nên mình chỉ để làm tiếc thôi, bởi vì cái đường lối chính sách của nhà nước Việt Nam, khi những cán bộ mà họ bị suy thoái về đạo đức, về tư tưởng của bác, về vấn đề chủ nghĩa vật chất, họ tranh đấu, họ phấn đấu, khi mà từ đoàn viên mà lên tới đảng viên bắt đầu vô được những cái ghế cao rồi, mà tư tưởng họ đi sai lệch một cái nguy hiểm lắm, một lời nói, một phát ngôn của họ nó làm ảnh hưởng tới an nguy của quốc gia vô cùng. Bởi vì nhiều khi tôi thấy mấy ông mà quan chức rồi mà phát ngôn bừa bãi, tôi lấy làm lo lắm, tôi lấy làm rất là lo. Bởi vì những phát ngôn của mấy ổng mà phát ngôn bừa bãi thì tụi chống cộng ở hải ngoại á, miếng mồi rất là ngon, miếng mồi coi như là béo bổ, nó tạo lên cái sự bức xúc trong quần chúng nhân dân Việt Nam. Tại vì cái người dân Việt Nam mình hiện nay họ chưa có hiểu gì về cộng đồng thế giới nhiều, họ rất là mơ hồ, lên mạng thì sống ảo không à, nghe người ta nói thì bắt đầu cũng tin rơm rớp vậy đó, họ chưa có phân biệt được cái gì thật thật giả giả nữa. Có nhiều người, nhiều khi tôi tin ngưỡng là người dân Việt Nam trong nước họ sẽ hiểu hết, chắc nhiều khi tôi đấu lý với dân trong nước cũng dữ. Vô mấy diễn đàn mà số các bạn mời tôi vào, nhiều đứa, nhiều bạn trẻ ơi, không biết một lực lượng nào mà nhiều khi viết những cái comment, những cái status, những cái còm, những cái mà status đó, tôi thấy tôi còn giận tóc gái. Cho nên phải ý thức chứ không phải giận đâu. Thì khi mình nói ra người này người nó kia nó nói tôi thế này nọ, nhưng mà con người tôi sống thật, nói thật, chẳng sợ đụng chạm tới ai chứ. Bởi vì mình phụng sự tổ quốc thì phải, tôi sẽ lấy hết tâm hồn và tấm lòng của tôi sẽ phụng sự cái quê hương này đến hơi thở cuối cùng, không bao giờ phản bội được quê hương. Các bạn biết những cái thứ bơ thừa xứ cạn của mình nó không làm cho tôi quay ngược với tổ quốc, chưa bao giờ. Các bạn mình lên mạng kiếm tôi đấu tranh mấy chục năm, các bạn kiếm tôi có chỗ nào mà đi mà gọi là phản động, có người chống phủ tôi là phản động.
thôi thì mình đừng like ở đây chị các bạn. Chào chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.